Quang Hạnh phá nát Tào Anh qua núi ở Hoa hậu trái đất. Tại phần thi tài năng của cuộc thi Hoa hậu trái đất 2019, đại diện Việt Nam Hoàng Hạnh khiến người theo dõi bất thần khi thể hiện ca khúc Tào Anh qua núi của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa. Ca khúc này gắn liền với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Hoàng Hạnh trong tiết mục Tào Anh qua núi. Tào Anh qua núi là bài hát khó, nên với giọng hát khá ngang và hụt hơi liên tục, người theo dõi nhận thấy ca khúc này đã vượt quá tầm xử lý của người đẹp sinh năm 1992. Hoàng Hạnh tấn công mất kiểm soát hoàn toàn ngay khi mở màn bài hát. Sự tuyệt toạt trong cao độ khiến tiết mục trở nên hài hước khi trên phô liên tục. Những quản giả thanh niên cầu sự tròn trịa, gian sáng sủa nay trở nên méo mó, nhắc gừng như bị ai bóp nghẹn. Tiết mục của Hoàng Hạnh bị tấn công lạnh lẽo là thảm họa và gây chú ý trong phần thi tài.